bán buôn lời lời mấy khúc như vậy nè. Đó, hôm nay mình có một đơn hàng rất đặc biệt cho vị khách đặc biệt nè. Đây là mấy bạn mèo hoang ở cơ quan chỗ mình làm việc á. Do hiện tại thì cơ quan mình đang sửa chữa và đang dời địa điểm đi. Điều này đồng nghĩa với việc là bếp ăn cũng dời đi luôn. Vậy là mấy bạn mèo hoang này mất chỗ ăn ké rồi. Thấy dắt da dắt dữ tội nghiệp á. Nên sẵn nhà mình có mấy bịch thức ăn thì ship liền cho một bị luôn. Mà công nhận em, nó y như là bao tử không đáy vậy đó. Đổ nhiêu là hết nhiêu luôn á. Mình thì vài hôm cũng phải chuyển qua địa điểm mới, cũng phải tạm chia tay với mấy em à, cho mấy em tự bươn chải. Mà kệ, hữu duyên gặp nhau mà chèn, được khúc nào hay khúc đó hen. Mấy đứa ăn đi, rồi vài bữa tự lập ngang. Bye bye à. Và đây, về nhà gặp hai bó thủ ở nhà nè. Hai bạn nhỏ này là hai bạn nhỏ nằm trong bầy bị bỏ rơi ở đất hoang gần nhà mình á. Đợt trước thì 5 đứa lận, nhưng mà mấy đứa kia về nhà mới hết rồi. Còn lại hai đứa thì mẹ mình nuôi mến tay mến chân quá nên giữ lại nuôi luôn. Bởi ta nói biết ơn gì đâu luôn á. Từ lúc có thêm nguồn thu nhập từ shop thú cưng, mình rất là vui. Vui nhất là có điều kiện để mỗi khi thấy những hoàn cảnh khó khăn thì mình có thể sẵn sàng chìa tay. Kệ, tay mình bé, hữu duyên với hoàn cảnh nào, khỏe khỏe khi nào thì mình chìa khi ấy. Vui hen. Cảm ơn mấy bồ nhiều nha.